Tôi mua chiếc Fadin này là chiếc thứ hai vì tôi đã sở hữu một chiếc Mazda CX-5 rồi. Cho nên là tôi chọn là kích thước nó nhỏ và công suất nó mạnh. Cho nên tôi chọn Fadin. Mục đích thì về chạy gia đình thôi, chở cháu đi học. Chiếc xe đầu tiên của anh luôn. Trước mắt thì cái sản phẩm này mình biết cái chất lượng nó bảo đảm. Còn cái giá thì là khoảng 400 mấy, quên mất rồi, chi tiết thì không nhớ. Chắc phải về khoảng 2 tháng nữa anh mới có bằng lái mình thấy. Vậy thì anh nói nó bảo đảm rồi. Vì cái thương hiệu, vì cái uy tín, cái chất lượng. Em mua từ lúc công ty VinFast giới thiệu lần đầu tiên. Nên là đợt đầu tiên là 369 triệu. Thì cũng chọn là full option. Vì sao anh thấy là VinFast có sự lựa chọn rất là hợp lý, là hợp tác với những cái công ty lớn trên thế giới để mà sản xuất những chiếc xe trong cái thời gian rất là ngắn. Em cũng muốn tò mò thử cho biết. Chiếc xe này là chiếc xe thứ mấy trong nhà? Chắc là thứ hai, thứ ba gì? Thứ ba rồi. Nhưng mà vì giờ anh chọn chiếc này là để mục đích chính của nó là gì? Chắc là cho vợ chạy là chính. Chọn cái dễ chạy hơn.